Âm thanh giá kho không lo về giá. Vâng, Death Audio xin chào mọi người. Thì hiện tại Death Audio đang ở dưới Thốt Nốt. Đây là thuộc Ô Môn, Cần Thơ. Thì như mọi người cũng thể thấy là đây là một hội trường. Một hội trường cũng khá là rộng, với hệ thống là 6 loa FFTD. Thì là 6 loa này cho công suất nó đâu đó rơi vào tầm khoảng 300-400W. Một công suất gọi là rất là phù hợp cho một không gian phòng như thế này, vừa không hú mà chất âm lại đầy đủ. Vâng, và DS Audio ngoài cung cấp những cái loa phát biểu, những cái loa mic hội nghị, thì chúng tôi còn cung cấp các thiết bị như cục đẩy công suất 4 cân, 2 cân, những cục đẩy công suất từ 500 cho tới 2000W đều có. Chúng tôi cung cấp hệ thống loa, loa array, loa full, sub, cũng như là hệ thống loa cột. Chúng tôi đều cung cấp các thiết bị micro. Sóng từ 50 cho tới 200-300 mét đều có. Hệ thống micro cài áo cũng như là micro đeo tai chúng tôi đều có. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị như mixer, bộ lọc Coase. Nếu mọi người có quan tâm lắp đặt những hội trường hoặc là những phòng karaoke, phòng bar hoặc là quán cà phê thì mọi người hãy liên hệ DS Audio. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và phục vụ quý vị tận tâm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.